Phẩm Nalanda. Đại nhân, nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn ngồi một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Đại nhân, đại nhân, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là đại nhân? Với tâm giải thoát này Sariputta, ta gọi là đại nhân. Không có tâm giải thoát, ta không gọi là đại nhân. Và này Sariputta, thế nào là tâm giải thoát? Ở đây, này Sariputta, một tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Khi vị ấy trú quán thân trên thân, tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Khi vị ấy trú quán pháp trên các pháp, tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy, này Sariputta, là tâm giải thoát. Với tâm giải thoát, này Sariputta, ta gọi là đại nhân. Không có tâm giải thoát, ta không gọi là đại nhân. Nalanda. Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda, tại rừng Paparikamba. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, ngồi một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Như vậy bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tín của con đối với Thế Tôn, không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Thật là đại ngu. Này Sariputta, là lời tuyên bố chứ con ngu dương này của ông, lời tuyên bố một chiều, tiếng trống của con sư tử. Như vậy là lòng tịnh tín của con đối với Thế Tôn, không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay một bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Này Sariputta, đối với các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, tất cả các vị Thế Tôn ấy, ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của ông rằng các bậc Thế Tôn ấy đã có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn, này Sariputta, đối với các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời vị lai, tất cả các vị Thế Tôn ấy, ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của ông. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn, này Sariputta, đối với các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời hiện tại, tất cả các bậc Thế Tôn ấy, ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của ông rằng các bậc Thế Tôn ấy hiện có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn, và này Sariputta, ở đây ông không có chánh trí với tâm của ông biết được tâm của các vị A-la-hán chánh đẳng giác quá khứ, vị lai, hiện tại. Thời này Sariputta, do ý nghĩa gì ông đã thốt ra lời đại ngôn, lời tuyên bố cho con ngưu vương, lời tuyên bố một chiều, tiếng rống tiếng con sư tử của ông rằng như vậy là lòng tịnh tín của con đối với Thế Tôn, không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí với tâm của con biết được tâm các vị A-la-hán
chánh đẳng giác, quá khứ, vị lai, hiện tại. Nhưng bạch Thế Tôn, con biết được pháp truyền thống. Ví như bạch Thế Tôn, tại một thành ở biên giới, với những hào lũy kiên cố vững chắc, với những thành quách tháp canh kiên cố, và chỉ có một cửa ra vào, tại đấy có một người gác cửa sáng suốt, thông minh, có trí, không cho vào những người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Trong khi người ấy đi tuần trên con đường xung quanh thành trì ấy để xem, không thấy có một khe hở ở tường nào hay lỗ hổng ở tường nào, cho đến một con mèo có thể lọt qua được. Và người ấy suy nghĩ rằng, có những sinh loại thô lớn nào đi vào hay đi ra ngôi thành này, tất cả phải đi vào hay đi ra cửa này. Như vậy bạch Thế Tôn, là pháp truyền thống mà con được biết. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ, tất cả bậc Thế Tôn ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm quế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nào trong thời vị lai, tất cả các bậc Thế Tôn ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái, các pháp làm quế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm quế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Lành thay, này Sariputta, ông hãy luôn luôn thuyết pháp thoại này cho các tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Này Sariputta, nếu có những người ngu si nào còn có những nghi ngờ hay những do dự đối với Như Lai, sau khi nghe pháp thoại này của ta, sự nghi ngờ, do dự ấy của họ đối với Như Lai sẽ trừ diệt. Kunda, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Thắng Lâm, khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta trú ở Magatha tại làng Nala bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Và Sajikunda là thị giả của tôn giả Sariputta. Tôn giả nhập niết bàn vì bị bệnh ấy. Rồi Sajikunda cầm lấy y bát của tôn giả Sariputta đi đến Savatthi, Thắng Lâm tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Sariputta nói với tôn giả Ananda: bạch thượng tọa, tôn giả Sariputta đã mệnh chung, đây là y bát của vị ấy. Này hiền giả Kunda, đây là lý do để đến ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Kunda, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến chúng ta hãy báo tin này cho Thế Tôn. Thưa vâng thượng tọa. Sajikunda dâng đáp tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda và Sajikunda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Sajikunda này thưa như sau. Bạch thượng tọa, tôn giả Sariputta đã mệnh chung, đây là y và bát của vị ấy. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, bàng hoàng. Các phương pháp không hiện ra rõ ràng đối với con, pháp sẽ không được giảng cho con. Khi con nghe tin tôn giả Sariputta đã mệnh chung, này Ananda, Sariputta có đem theo giới quẩn khi mệnh chung, có đem theo định quẩn khi mệnh chung,
có đem theo tuệ quẩn khi mệnh chung, có đem theo giải thoát quẩn khi mệnh chung, có đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung. Bạch Thế Tôn, tôn giả Sĩ Bút Ta không đem theo giới quẩn khi mệnh chung, không đem theo định quẩn khi mệnh chung, không đem theo tuệ quẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát quẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung. Nhưng Bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta, làm vị giáo giới cho con, làm vị đã vượt qua bộc lưu, là bậc giáo thọ, làm vị khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, làm vị thuyết pháp không biết mệt mỏi, làm vị hộ trì cho các đồng phạm hạnh. Chúng con đều ước niệm rằng tôn giả Sariputta là tinh ba của Pháp, là tài sản của Pháp, là hộ trì của Pháp. Này Ananda, có phải trước đây ta đã từng tuyên bố với ông rằng mọi Pháp khả ái, khả ý đều có tánh chất khác biệt, có tánh chất ly tán, có tánh chất đổi khác. Làm sao, này Ananda ở đây, lời ước nguyện này có thể thành tựu được? Mong rằng cái gì được sanh, được thành là pháp hữu vi, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như, này Ananda, từ một cây lớn mọc thẳng, có lõi cây, một cành cây lớn bị gãy đổ. Cũng vậy, này Ananda, từ nơi chúng tỷ kheo đứng thẳng, có lõi cây, Sariputta bị mệnh chung. Làm sao, này Ananda, ở đây lời ước nguyện này có thể thành tựu được? Mong sao cái gì được sanh, được thành là pháp hữu vi, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không xảy ra. Do vậy, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chứ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chứ nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, thế nào là tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác? Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Như vậy, này Ananda, tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, những ai hiện nay hay sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Selam. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vasi tại Utkatsila, trên bờ sông Hằng với đại chúng tỷ kheo, sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana mệnh chung không bao lâu. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, xung quanh có chúng tỷ kheo đanh dây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn quanh chúng tỷ kheo im lặng, liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chúng này của ta được xem hình như trống không. Này Sariputta và Moggallana đã mệnh chung. Này các tỷ kheo, chúng của ta thành trống không. Phương hướng nào Sariputta và Moggallana trú, phương hướng ấy
không còn có ước vọng gì. Này các tỷ kheo, các bậc A-la-hán, chánh đẳng giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn ấy đã có một cặp đệ tử tối thắng như ta, có Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, các bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nào trong đời vị lai, những bậc Thế Tôn ấy sẽ có một cặp đệ tử tối thắng như ta, có Sariputta và Moggallana. Thật là vi diệu thay về các đệ tử. Này các tỷ kheo, thật hy hữu thay về các đệ tử. Này các tỷ kheo, họ thực hành những lời dạy của Đức Bổn Sư, họ làm trách nhiệm giáo giới, họ được bốn chúng ái kính, khả ý, khả kính, quý mến. Thật vi diệu thay, này các tỷ kheo, về Như Lai, thật hy hữu thay, này các tỷ kheo, về Như Lai. Trong khi cặp đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không có sầu buồn hay không có than khóc. Làm sao, này Ananda, lời ước nguyện này có thể thành tựu được? Mong sao cái gì được sanh, được thành là pháp hữu di, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, từ một cây lớn mọc thẳng có lõi cây, những cành cây lớn hơn bị gãy đổ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, từ nơi đại chúng tỷ kheo đứng thẳng có lõi cây, Sariputta và Moggallana bị mệnh chung. Làm sao, này các tỷ kheo, ở đây lời ước quyền này có thể thành tựu được? Mong sao cái gì được sanh, được thành là pháp hữu di, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Như trên số 10 kinh trước: ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, không nương tựa một ai khác. Này các tỷ kheo, những ai hiện nay hay sau khi ta diệt độ, nếu những vị ấy thiết tha học hỏi Bahiya hay Bahika, nhân duyên ở Savatthi, rồi tôn giả Bahiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến ngồi một bên, tôn giả Bahiya bạch Thế Tôn: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy, này Bahiya, hãy làm cho thanh tịnh các pháp căn bản trong các thiện pháp. Thế nào là các pháp căn bản trong các thiện pháp? Giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Và này Bahiya, khi nào ông có giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực, rồi này Bahiya, y cứ vào giới, an trú vào giới, ông hãy tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bahiya, ông hãy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Hãy trú quán thọ trên các thọ, hãy trú quán tâm trên tâm, hãy trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Khi nào? Này Bahiya, y cứ vào giới, an trú vào giới, ông tu tập như vậy bốn niệm xứ này. Do vậy, này Bahiya, ban đêm hay ban ngày, chờ đợi các thiện pháp tăng trưởng, không phải tạm ổn. Rồi tôn giả Bahiya hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi tôn giả Bahiya sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà người thiện nam tử chân chánh xuất gia. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi tôn giả Bahiya trở thành một vị A-la-hán nữa. Uttiya, nhân duyên ở Savatthi.
Rồi tôn giả Uttiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, do vậy, này Uttiya, ông sẽ vượt khỏi giới dứt của tử ma. Rồi tôn giả Uttiya trở thành một vị A-la-hán nữa. Bậc Thánh ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, là những thánh dẫn dạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Này các tỷ kheo, bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, là những thánh dẫn đạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Phạm Thiên. Một thời Thế Tôn trú ở Uruvela, trên bờ sông Niransara, tại cây bàn Ajapala, sau khi mới giác ngộ. Trong khi Thế Tôn độc cư thiền tịnh, tâm niệm tư tưởng như sau được khởi lên: đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ đau, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này tỷ kheo, hãy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ở đời. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Rồi Phạm Thiên Sahampati với tâm của mình biết được tâm ý Thế Tôn, ví như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra cũng vậy. Vị ấy biến mất ở Phạm Thiên giới, hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Tỷ kheo trú, quán thọ trên các cảm thọ. Tỷ kheo trú, quán tâm trên tâm. Tỷ kheo trú, quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Phạm Thiên Sahampati thuyết như vậy, nói như vậy xong, Phạm Thiên Sahampati lại nói thêm: thấy con đường độc nhất đưa đến đoạn tận sanh, bậc lân mẫn chúng sanh biết được con đường ấy, chính với con đường này trước đã từng vượt qua, tương lai sẽ vượt qua, nay vượt khỏi bộc lưu Siddhaka hay Akantaka. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sumba tại Desaka, một thị trấn của dân chúng Sumba. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo: thuở trước, này các tỷ kheo, một người nhào lộn với cây tre. Sau khi dựng lên một cây tre, liền bảo người đệ tử tên là Madhakathalika: này Madhakathalika, hãy đến, leo lên cây tre và đứng trên vai ta. Thưa thầy, vâng. Này các tỷ kheo, đệ tử Madhakathalika dâng đáp người nhào lộn trên cây tre, leo lên cây tre và đứng trên vai của thầy. Rồi này các tỷ kheo, người nhào lộn trên cây tre nói với đệ tử Madhakathalika: này Madhakathalika, ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho ông. Như vậy,
chúng ta nhờ che chở cho nhau, nhờ hộ trì cho nhau, trình bày các tiết mục, thâu hoạch được lợi tức và leo xuống cây tre một cách an toàn. Khi được nghe nói vậy, này các tỷ kheo, đệ tử Madhaka Thalika nói với người nhào lộn trên cây tre: Thưa Thầy, không nên như vậy. Thưa Thầy, nên như vậy. Thầy nên hộ trì tự ngã Thầy và con sẽ hộ trì tự ngã con. Như vậy chúng ta tự che chở cho mình, tự hộ trì cho mình, trình bày các tiết mục, thâu hoạch được lợi ích và leo xuống cây tre một cách an toàn. Đây là chánh lý cần phải làm. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, như đệ tử Madhaka Thalika đã nói với thầy của ông ấy, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các tỷ kheo, chúng ta sẽ hộ trì người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các tỷ kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. Và này các tỷ kheo, thế nào trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người khác? Chính do sự thực hành, do sự tu tập, do sự làm cho sung mãn. Như vậy, này các tỷ kheo, trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người khác. Và này các tỷ kheo, thế nào trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình? Chính do sự kham nhẫn, do sự vô hại, do lòng từ, do lòng ai mẫn. Như vậy, này các tỷ kheo, trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình. Này các tỷ kheo, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các tỷ kheo, tôi sẽ hộ trì người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các tỷ kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình. Quốc độ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sumba tại một thị trấn của dân chúng Sumba tên là Sadaka. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo, ví như một số đông quần chúng, này các tỷ kheo, tụ họp lại và nói: Cô gái hoa hậu của quốc độ, cô gái hoa hậu của quốc độ. Và người con gái hoa hậu quốc độ ấy với tất cả sự quyến rũ của mình múa cho họ xem, với tất cả sự quyến rũ của mình hát cho họ nghe, và một số quần chúng còn đông hơn tụ họp lại và nói: Cô gái hoa hậu của quốc độ múa và hát. Rồi một người đến muốn sống không muốn chết, muốn lạc ghét khổ. Họ nói với người ấy như sau: Này ông, hãy xem đây, đây là cái bát đầy dầu. Ông hãy mang bát dầu ấy và đi vòng quanh đám quần chúng lớn và người con gái hoa hậu của quốc độ. Và một người với cây kiếm giơ cao sẽ đi theo sau lưng ông. Tại chỗ nào làm đổ một ít dầu, tại chỗ ấy đầu ông bị rơi xuống. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, người ấy có thể không tác ý đến bát dầu, phóng tâm hướng ngoại không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ví dụ này. Này các tỷ kheo, ta nói ra để nêu rõ ý nghĩa, và đây là ý nghĩa của nó. Này các tỷ kheo, cái bát đầy dầu là đồng nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, làm cho như thành cổ xe, làm cho như thành đất nền, làm cho tiếp tục an trú, làm cho tích tập, làm cho khéo có hiệu năng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập.